Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Chính quyền địa phương khẳng định thông tin cứu sống 4 người trong ô tô bị cuốn trôi 10 km sau khi rơi xuống cầu Phong Châu là không chính xác. Ngày 9 tháng 9, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đông, tỉnh Phú Thọ khẳng định thông tin cứu sống 4 người trong ô tô bị cuốn trôi 10 km sau khi rơi xuống cầu Phong Châu là không chính xác. Ông Hùng cho hay, tính đến 17 giờ cùng ngày, chưa có thông tin nào như vậy cả, hiện mới chỉ cứu vớt được 3 người. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh với nội dung xe con rơi xuống cầu Phong Châu, Phú Thọ bị nước lũ cuốn trôi 10 km. Hiện đã cứu được 4 người trong xe còn sống vào bờ an toàn. Cầu mong phép màu sẽ đến với những người khác. Theo tìm hiểu ban đầu, hình ảnh là vụ việc tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ vào ngày 8 tháng 9. Vụ việc người dân đi ăn cưới để xe bên đường bị cuốn trôi, sau đó người dân xuống đưa xe lên bờ chứ không phải vụ việc ở cầu Phong Châu. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, theo báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 13C kết nối hai huyện Tam Đông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6, nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Đông. Báo cáo sơ bộ có 5 ô tô, 2 xe máy và hơn 10 người mất tích. Bão số 3 Yagi đổ bộ khiến Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà bay mái tôn, cây xanh bị cuồng phong quật ngã hàng loạt. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 Yagi đang ở trên khu vực đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, khoảng từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Tại Quảng Ninh, nhiều ngôi nhà bị tốc hết mái, vỡ bay cửa kính. Bão số 3 làm 6 tàu tại Quảng Ninh bị chìm, trong đó có 5 tàu xi măng và 1 tàu gỗ. Cuồng phong cũng giật bay mái tôn của nhà dân ở Hải Phòng. Tại Hải Phòng, nhiều cây xanh gãy đổ la liệt. Tại Hà Nội, dãy nhà dày Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, mái tôn bị gió cuốn bay. Hàng loạt cây xanh bị đổ gục trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một chiếc ô tô con ở Long Biên, Hà Nội bị cây xanh bật gốc đè trúng. Cây đa trên đường Hoàng Quốc Việt bật gốc chắn ngang đường. Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra trên địa bàn. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ cảnh sát ở Hà Nội đã tham gia cứu hộ cứu nạn. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 13 giờ ngày 7 tháng 9 tại Quảng Ninh, bão số 3 đã làm 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu, 146 cây xanh bị đổ, Quảng Ninh 100 cây, Hải Phòng 46 cây. Hai cột điện hạ thế, một trạm biến thế ở Hải Phòng bị hư hỏng. Các huyện Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Ninh mất điện diện rộng. Trong khi đó, các tỉnh Thái Bình, Nam Định chưa ghi nhận thiệt hại. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền trên khu vực tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục duy trì cường độ mạnh với sức gió cấp 16-17. Toàn tỉnh Quảng Ninh có hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ, nhà dân bị tốc mái, mất điện trên diện rộng. Trên đường Hoàng Quốc Việt, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hạ Long đã kịp thời ứng cứu người dân đi xe máy bị cây đổ trúng người và phương tiện khi đi ngang qua. Tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đang có gió giật cấp 13 đến 16, mưa to xối xả, gió rít và giật liên hồi từng cơn, biển động dữ dội. 6 tàu đang neo đậu trong âu cảng đã bị đắm. Khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, hàng chục cây xanh đổ rạp trên đường. Toàn huyện Cô Tô bị mất điện, mất kết nối hệ thống cáp quang. Tuy nhiên, việc liên lạc qua sóng viễn thông vẫn đảm bảo. Tuyến đảo Vân Đồn như Quan Lạn, Ngọc Vừng cũng có gió giật mạnh cấp 12 và mưa rất lớn. Một số xã đảo đã bị mất điện cục bộ. Từ sáng ngày 7 tháng 9, thì cầu Vân Đồn đã tạm dừng lưu thông đối với xe máy. Cầu Bãi Cháy ở trung tâm thành phố Hạ Long cũng cấm xe máy qua lại trong điều kiện gió đang cấp 9-10. Có xe tải để chuyên chở người và phương tiện qua đây. Nhiều cây xanh cỡ lớn bị bật gốc tại sân trường ở thị xã Quảng Yên. Các khu vực này đều có gió giật đến cấp 10 và tăng dần lên kèm theo mưa lớn. Tại thành phố Móng Cái, hàng loạt cây xanh đã bị gãy đổ từ rạng sáng, nhiều cây chắn ngang đường cản trở giao thông. Hàng loạt địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh đều ghi nhận tình trạng cây xanh gãy đổ, nhà lợp tôn bị tốc mái, đứt neo trôi giạt bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân.
Các địa phương sâu trong đất liền hơn như Ba Chẽ, Bình Liêu cũng đều có gió cấp 8-9, giật lên cấp 10 đến 12. Một số điểm khu vực miền núi đã xuất hiện sạt lở cục bộ. Tại một chung cư ở thành phố Hạ Long, gió giật phăng cửa kính. Hiện thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh đã mất điện lưới trên diện rộng. Riêng các khu vực mỏ than hầm lò đã kích hoạt chạy máy phát điện ưu tiên phục vụ bơm thoát nước mỏ, quạt gió. Việc sản xuất đã tạm dừng từ đêm ngày 6 tháng 9. Tranh thủ những thời điểm mưa nhỏ, gió giảm theo từng cơn, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành thu gom ngay các cành thân cây gãy đổ, chắn ngang đường, dọn dẹp vệ sinh, đồng thời tránh gió giật trong những giờ tiếp theo sẽ cuốn theo các vật cản này văng vào các phương tiện, nhà dân. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh chưa có báo cáo thiệt hại về người. Từ 13 đến 16 giờ, bão số 3 Iagi sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh và tiến sâu vào đất liền. 12 giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 tiến gần vào khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh. Hoàn lưu bão đang ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền nước ta, trọng tâm vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Báo Quảng Ninh thông tin, đến 13 giờ 15 phút, bão số 3 vẫn đang gây ra những đợt gió giật mạnh kèm theo mưa lớn, làm cho hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện Vân Đồn bị mất. Nhiều cột thu phát sóng điện thoại không thể hoạt động, khiến cho nhiều khu vực không có sóng điện thoại di động, ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo công tác phòng chống bão của địa phương. Cùng với đó, nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân, dây nuôi hàu bị sóng gió đánh trôi, hệ thống cây xanh trên các trục đường chính tỉnh lộ 334 bị gãy đổ, nhiều mái tôn của nhà dân, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị gãy đổ. Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đang tìm giải pháp, giữ liên lạc với các địa phương để nắm bắt về tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp phòng chống, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Báo Hải Phòng thông tin, theo dự kiến chiều ngày 7 tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến Hải Phòng. Trước đó lúc 5 giờ, bão đã ảnh hưởng đến huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên, từ sáng ngày 7 tháng 9 đến 10 giờ, khu vực Hải Phòng đã ghi nhận gió to kèm theo mưa. Trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là một số cây cầu, lực lượng chức năng thực hiện cấm cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, đến thời điểm 12 giờ 30 ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện có mưa to, gió 86 km/h, tương đương cấp 8, cấp 9. Các lực lượng đang bổ sung bao cát để phòng nước triều dâng. Từ 11 giờ ngày 7 tháng 9 trên địa bàn huyện Hải Hà, bão số 3 với sức gió cấp 12 và mưa to đã làm tốc mái tôn trên khoảng 40 nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học. Hiện nay các xã, thị trấn đang bị mất điện, 10 điểm dây điện bị cây đè vào, làm đứt dây điện trên địa bàn huyện. Khoảng 100 cây xanh trên quốc lộ 18A, các tuyến đường xã, thị trấn bị gãy đổ, khoảng gần 1 hecta mía đường bị đổ. Cơ quan điện lực huyện, công an huyện, ban chấp hành quân sự huyện đang tích cực xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp theo nghiệp vụ được phân công, chủ động ứng phó với diễn biến ảnh hưởng của bão số 3. Tại Uông Bí, hiện gió giật cấp 8, cấp 9, làm một cây cột điện gãy đổ tại phường Thanh Sơn, 82 cây xanh đô thị bị gãy, bật gốc, 2 công trình phụ bị tốc mái, hiện tại không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bão. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Uông Bí chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục theo dõi diễn biến, đường di chuyển của bão, chủ động sẵn sàng các phương án, triển khai các biện pháp để ứng phó bão số 3. Công trình hồ thủy điện Yên Lập là hồ nước ngọt lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 9, để ứng phó với mưa bão, công ty thủy lợi Yên Lập đang phải xả tràn qua 3 cửa với lưu lượng 160 m/s để giảm lực nước hồ từ 119 triệu m³ xuống 110 triệu m³, đảm bảo an toàn công trình hồ đập. Đồng thời bố trí 100% quân số ứng trực bão số 3, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Yên yêu cầu khẩn trương lên phương án, bố trí địa điểm di rời các hộ dân khu vực hạ lưu hồ Yên Lập, ưu tiên người già và trẻ em. Hà Nội có thể nằm trong vùng đi qua của tâm bão. Trong chiều và tối ngày 7 tháng 9, thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật tới cấp 10, mưa liên tục trong 3 ngày với cường độ 300-400mm. Vào 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, tâm của siêu bão Yagi trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 600km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 16, từ 184-201km/h, giật trên cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h. Theo các đài khí tượng thế giới và Việt Nam, bão Yagi tiếp tục duy trì cường độ của một siêu bão đến chiều nay 6 tháng 9.
trước khi áp sát đảo Hải Nam Trung Quốc. Dự báo đêm nay, bão vượt qua đảo Hải Nam đi qua vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh nhất tới cấp 13-14, giật cấp 17, có thể là cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở khu vực này. Dự báo ngày 7 tháng 9, bão đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh với cường độ rất mạnh, sau đó quét qua khu vực Đông Bắc Bộ sang Tây Bắc Bộ với cường độ suy giảm nhanh. Với kịch bản trên, Hà Nội dự báo nằm trong vùng tâm bão đi qua. Do ảnh hưởng rìa xa cơn bão, từ trưa chiều nay, Hà Nội bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm nay, trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, trong đó đỉnh điểm mưa tập trung từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9. Tổng lượng mưa tại Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Trường Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, thời gian này có mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Cũng do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai ngày 7 tháng 9, Hà Nội có mưa gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều nay các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Trương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều tối ngày 7 tháng 9, thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió giật mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng cảnh báo, cường độ gió mạnh như thế có thể gây ra tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, cột điện, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên các sông Cà Lồ, sông Bùi, sông Tích có khả năng xảy ra một đợt lũ, làm tăng nguy cơ ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nối giữa các sông. Riêng khu vực thoát lũ của huyện Chương Mỹ có thể tái diễn tình trạng ngập sâu kéo dài. Các chuyên gia cũng nhận định, nếu kịch bản bão đi dịch xuống phía Nam, đổ bộ vào Thái Bình, Nam Định, thì Hà Nội còn có thể đón mưa lớn hơn, gió giật mạnh hơn. Trong tối mùng 5 tháng 9, Hà Nội và một số địa phương phía Bắc đã bắt đầu xuất hiện dông lốc trước bão. Riêng tại Văn Lý, Nam Định ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10 trong cơn dông lúc 22 giờ 20 phút tối qua. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.